Kính thưa quý vị, cuộc thi vô địch bắn hạt đậu được tổ chức lần thứ 14 tại Anh Quốc. Vào dịp cuối tuần qua, những người hâm mộ môn bắn đậu đã cùng đổ về ngôi làng Wycham để theo dõi giải vô địch thế giới lần thứ 44 được tổ chức tại đây. Bắn hạt đậu là một môn thể thao thường gặp tại các trường học ở Anh Quốc. Lúc ban đầu, cuộc thi tại Anh chỉ được thiết kế để quyên tiền cho quỹ từ thiện địa phương. Tuy nhiên, sau một thời gian dài phát triển, sự kiện này hiện đã trở thành một cuộc thi mang đẳng cấp quốc tế. Theo một thí sinh tham gia thi đấu là Tony Bush cho biết, chính sự đơn giản trong lối chơi đã khiến cho bộ môn này trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Khi tham gia thi đấu, các thí sinh sẽ phải đứng xa 12 feet so với mục tiêu, thường là một tấm bia hình tròn được trát đầy bột nhão. Bằng một chiếc ống rỗng ruột, các thí sinh sẽ phải thổi hạt đậu sao cho chính xác và đạt điểm số cao nhất. Chỉ có những hạt đậu dính lại trên bia mới được quyền tính điểm, với 3 mức điểm cho mỗi lượt bắn là 5, 3 và 1. Trong vòng đầu tiên, các thí sinh sẽ được phép bắn 5 hạt đậu và chỉ có 16 người đạt điểm cao nhất mới được quyền tiến vào vòng trong. Một số người chuyên nghiệp thường ngậm hết 5 hạt đậu trong miệng và dùng lưỡi để đẩy ra trong ống thổi. Tuy nhiên, khi tham gia vòng đấu loại trực tiếp, các thí sinh sẽ phải bắn luân phiên và bị buộc phải thay hạt liên tục. Trong vòng bán kết và chung kết, các thí sinh sẽ được quyền bắn đến 10 hạt đậu khác nhau. Theo một trọng tài tên là Mike Bradley cho biết, việc phân xử trong các trận đấu không hề dễ dàng như mọi người thường nghĩ. Phần khó nhất khi làm công việc trọng tài là phải nắm được thời điểm khi ai đó đang bắn đậu của họ. Trong trận chung kết dành cho nữ, Michelle Berry đã đánh bại Rachel Ross để giành được phần thắng chung cuộc. Trong khi đó, bên hạng mục dành cho nam, anh Rob Bresler đến từ Wycham đã đánh bại đối thủ Victor Kronik và bảo vệ thành công danh hiệu vô địch thứ 3 của mình.